Bachelor in Spanish New Skill là gì? Liệu có đáng để mua không? Video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sản phẩm này là gì, có những công dụng gì nổi bật và liệu có đáng để chúng ta phải đầu tư hay không nhé. Các chị hãy xem đến cuối video để nhận hết câu trả lời nha. Trước hết, Ageless Expand là gì? Đây là một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nu Skin Mỹ, được biết đến với việc hỗ trợ cải thiện sức khỏe và phòng chống lão hóa tế bào. Bởi vậy nên là người ta mới gọi cái viên này là cái viên thanh xuân các chị ạ. Nhờ áp dụng công nghệ Ageless tiên tiến và độc đáo, Expand có khả năng tác động tích cực lên biểu hiện gen của cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe toàn diện và ngăn ngừa lão hóa cho mình. Vậy thì nó có đáng để chúng ta đầu tư hay không? Hãy cùng với cả em điểm một số lý do nhé. Đầu tiên đó chính là Ageless Expand được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ. Sản phẩm này thì đã trải qua quá là nhiều những cái quá trình thử nghiệm cũng như là kiểm tra lâm sàng để đảm bảo cái tính hiệu quả của sản phẩm cũng như là an toàn cho người sử dụng. Nên là các chị hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề chất lượng và uy tín của sản phẩm, bởi vì sản phẩm này nó cũng đã được phân phối đến 54 quốc gia rồi ạ. Thứ hai đó là về chứng nhận chất lượng. Với chứng nhận SCS và kiểm định từ Bộ Y tế và Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Ageless Expand đã được kiểm tra chặt chẽ về chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm rồi các chị nhé. Thứ ba đó chính là về thành phần của em này. Thì các thành phần của Expand đã được nghiên cứu và chứng minh là an toàn, không chứa các chất độc hại cho sức khỏe của mình. Và thứ tư đó chính là trong cái viên thanh xuân Expand này thì nó sẽ mang đến rất là nhiều những cái công dụng cho mình. Đầu tiên là nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình chống lão hóa, bởi vì các thành phần chống oxy hóa mạnh sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác động của gốc tự do, từ đó thì sẽ trì hoãn cái quá trình lão hóa này. Thứ hai đó chính là nó sẽ cung cấp một cái hỗn hợp các loại vitamin và khoáng chất để giúp cơ thể của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cải thiện thị lực, hỗ trợ xương khớp, tăng cường cái hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Và bên cạnh đó thì còn là giúp cải thiện trí não và chức năng thần kinh. Các chất chống oxy hóa cũng sẽ giúp bảo vệ tim mạch của chúng ta này. Ngoài ra thì nó sẽ còn giúp cho da của chúng ta trở nên sáng hơn, mềm mại và mịn màng hơn, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Và cuối cùng đó chính là đào thải độc tố, giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ các chất độc ra bên ngoài. Những cái ưu điểm này thì quả thực là khiến cho các chị em của chúng ta không săn ngay em này vào giỏ hàng thì đúng là rất là tiếc luôn đấy ạ. Và bên cạnh đó thì một trong những lý do mà các chị hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này chính là những phản hồi từ khách hàng bên em. Để em sẽ show cho các chị xem một số feedback từ các khách hàng đã mua sản phẩm từ bên em nhé. Đây ạ, đầu tiên là chị Nguyễn Thị Ngọc, 45 tuổi ở Hà Nội thì có chia sẻ là chị uống viên Expand này đã được hơn 1 tháng rồi, thấy da là căng hơn này, hồng hào hơn. Cảm ơn em đã giới thiệu sản phẩm này sử dụng. Chị Trần Mai Hoa, 50 tuổi thì có chia sẻ là thấy bạn chị giới thiệu Nu 88, chị mua dùng thử xem sao, chị uống kết hợp với Expand và với Omega 3, bên em thấy rất là tốt, da dẻ căng mịn hơn này, mặt nhìn sáng hơn, ngủ cũng ngon hơn, và để hết chị lại mua tiếp, và em cảm ơn chị rất là nhiều. Ngoài ra thì chị Phan Thị Phương, 38 tuổi thì cũng có chia sẻ, đấy chính là uống viên Expand với R2 bên em thấy sức khỏe cải thiện hơn, mà da dẻ là cũng đẹp hơn, ai cũng khen, chị uống còn mười mấy viên, hết chị lại ủng hộ tiếp. Vâng ạ. Em cảm ơn những chia sẻ phản hồi từ các anh chị. Và chắc chắn là để có một làn da khỏe đẹp này, rồi là da dẻ căng bóng mịn màng, thì đấy là một cái điều mà phụ nữ chúng ta ai cũng mong muốn đúng không ạ? Và quả thực là với những cái phản hồi từ khách hàng của bên em chính là một trong những minh chứng hiệu quả nhất để đánh giá là sản phẩm này có tốt hay không. Và nó cũng khẳng định được cái sự uy tín của sản phẩm. Nên là khi mà sử dụng thì các chị hoàn toàn yên tâm về những sản phẩm cũng như là chất lượng bên em. Và nếu như là các chị đang có mong muốn sở hữu Ageless Expand chính hãng từ Nu Skin với mức giá ưu đãi thì hãy nhanh tay inbox cho Nu 88 ngay. Nu 88 đang có chương trình khuyến mãi cực sốc đấy ạ. Giá gốc trên thị trường là 5.385.000 đồng, nhưng mà ngày hôm nay thì Nu 88 giảm cực mạnh, giá chỉ còn hơn 2 triệu. Và không những thế thì các chị còn được nhận thêm combo 6 quà tặng cực kỳ hấp dẫn trị giá lên đến 600.000 đồng mà bên em sẽ gửi tặng các chị. Và đặc biệt là tại Nu 88 thì các chị sẽ có quyền được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này, đảm bảo là các chị nhận hàng chất lượng nhất, đúng thì mới thanh toán, và bên em cũng sẽ bồi thường gấp 10 lần nếu như là các chị phát hiện ra hàng giả hàng nhái. Hoặc là các chị có thể gọi ngay qua hotline bên em 083 551 9999 hoặc là 0587 989898 để được hỗ trợ nhanh nhất. Và cảm ơn các chị đã xem đến hết video này của Nu 88. Nếu như là các chị thấy hay, đừng quên like, share và chia sẻ những thông tin hữu ích cho bạn bè của mình được biết nhé. Hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo của Nu 88 ạ.